Yo, chào bạn, chào nó với gentlemen. Giờ mình mới xuống đây thì chào bạn đã về Minecraft hay kênh của mình, của tớ. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại sau ngần ấy 3 tháng, bạn là 3 tuần chứ. 3 tuần tớ không ra video mới. Thì nói thật các bạn thì tớ khá là bận, tại vì cái chuyện ngày nào tớ cũng đi nên là không có thời gian để làm video. Và mặc dù là mình đã lên ý tưởng và có các kế hoạch rồi đã lên nguyện, nhưng mà lại mất rất là nhiều việc không lường trước được. Thì mình lựa cái thời gian này cũng khá là rảnh, tại vì trong cái kỳ nghỉ mùng 3 âm lịch là vô tới Hùng Vương, thì nhân dịp luôn thì mình tớ xin chúc tất cả các bạn, thì các cậu các bạn, thì tất cả mọi người đi, thì một cái buổi lễ thật là vui cùng với lại gia đình bố mẹ, có thể đi chơi cùng bố mẹ, anh chị em, bạn bè, vân vân. Thì các bạn cũng nhớ là tưởng nhớ rồi nhá. Thì thôi, chúng ta sẽ đến video, và video này thì mình sẽ hướng dẫn về hack Lambda Clean, Lambda Clean nghe chưa, đọc tiếng Việt cơ luôn. Rồi chúng ta vào bên đó. Chúng ta đã quay trở lại. Chúng ta đã quay trở lại đây thì đây mình sẽ đầu tiên chúng ta sẽ vào chôm cốc cốc các cái phần mềm trình duyệt cốc. Chúng ta sẽ vào nhập là Lambda Clean. Chúng ta sẽ chọn cái chọn đầu tiên ấy, cái họ gửi đầu tiên luôn ấy, cái GitHub ấy, lên GitHub ấy. Đây các bạn không cần quan tâm cái phía này, các bạn lướt xuống như mình phía đây. Đây installation, đây cái điều kiện để tải. Đầu tiên các bạn phải tải cái Minecraft 1.12.2, thứ hai các bạn hãy tải cái fork mới nhất dành cho 1.12.2, tải cái download đó luôn. Cái thứ ba là lấy cái Lambda version mới nhất ở đây, các bạn nhớ vào download luôn. Thứ tư nữa các bạn có thể, thứ tư là các bạn phải boot cho cái video, cái file đó vào trong cái phần cái file, cái folder mod trong cái phần Minecraft avatar folder là được. Đây ở đây thì các bạn có thể có ba cách, một các bạn nhớ là download. Dạo này hay nó khai thẳng thẳng. Thứ hai các bạn có thể nhấn vào đây được, thứ ba các bạn nhấn vào đây nó hiện ra đây, tải xuống cũng được, ba cách, cách nào cũng được. Rồi và để các bạn dễ hiểu hơn thì ở đây nó cũng có một cái câu hỏi là bật tôi có thể bật tôi có mở cái clip của như thế nào. Đây nhấn y là được, y dạy ai. Rồi để tớ chuyển cái này. Rồi đây tắt thử được rồi. Tại hồi nãy mình cũng có quay một cái video vào lúc 9:28, nhưng mà lúc mà mình vào trong Minecraft mình mở lại OBS để mở cái cửa sổ thì mình chợt nhận ra thì mình đã nhấn lộn một cái sound khác, nên là nó đang thui nghe giọng mình tớ thôi. Thôi chúng ta đầu tiên, các bạn có hai cách để cho vào file mod. Đầu tiên các bạn thể dùng tuột viết Windows cộng R, các bạn nhớ ta nghe tớ là phần trăm app data phần trăm enter. Rồi để copy một chi cách một chi cách rồi chọn Minecraft, chọn mod, chọn pass. Cái này các bạn cũng không cần quan tâm. Replay cũng được, tại vì nãy mình có làm rồi, mình chưa bỏ nó ra. Mà cái này bạn đừng quan tâm, tại vì nó cũng không quá là chi hết, tại vì nó là fabric. Đây các bạn tắt. Các bạn có thể vào T-Launcher. Các bạn đợi một lát. Để xem có cái chuyện gì nữa. À rồi, hôm nay chúng ta mình sẽ đã sử dụng cái T
Studio cho lòng. Orcas Studio thì theo cái sự yêu cầu của một bạn đã comment trên cái phần mình luôn. Wow, Peter Moss và Crystal Kling. Và theo mình thấy thì cái số lượng view của cái video đó thì tương đối là chấp nhận được, vì mình cũng khá ít làm video nên là cái view thì đúng là chấp nhận được. Có thứ hai, các bạn có thể nhấn vào cái này, cái hình phải bên cạnh cái nút lock ấy, các bạn vẫn nhấn vào cái mod này nó cũng ra, cách nào cũng được. Đó, các bạn chọn cái version là Fortify 1.2.2 hay có thể là Fort 1.2.2 tùy, nhưng mà Fortify thì mình thấy cũng được hơn. Enter the game và chúng ta sẽ gặp lại trong cái giao diện của Minecraft nhé. Vô một sau đây thì nãy giờ ấy là tạo nãy mình đang làm quay OBS, nhưng mà vô thì cái tên launcher cái Minecraft nặng quá, cái OBS nó chạy không nổi, cái nó giật không quay được, nên là mình phải dùng lại bên này, hay là các bạn thông cảm. Đây là giao diện của Minecraft, và nếu mà các bạn sẽ thấy chỉ là lambda cái dấu gì đó 3.1, tức là cái tên. Thôi chúng ta sẽ vào chơi đơn, tiếp tục là tạo thế giới mới, rồi tạo thế giới các bạn chừng lắm. Nó đang nạp thế giới. Như nãy mình có nói là cái hack này nó cái click gửi là y dài. Các bạn mà trong có lúc xem các bạn có thể nghe một cái số tiếng tại vì mình đang sạc xe, tại vì chưa ra đi nữa, tại nó là 10 giờ chỉ là khoảng một xíu nữa các bạn thì mình sẽ đi xuống trường, nên là phải sạc cái xe, giờ sáng này cũng phải xuống trường rồi. Thì thấy là chữ nó không cần 3 chấm mấy, bất tiện vậy thôi. Còn cái này thì nó là ngồi ít mình thì không biết setting bao nhiêu lắm nên là không có là cái combat. Trời ơi, cái này này. Để xem. Anti-death screen. Anti-death screen là không có màn hình cháy cả. Anti-friend hit. Don't hit your friend. Nó có dịch này, Atomo này. Send and ensure in chat after killing someone cũng được. After lock. Nếu các bạn mà có máu thấp nó sẽ bị out rồi. To man and more off hand, một số cái mình không biết nữa chứ off and crystal spear always be surround kill where plug in let's see. Where your pole holds anti hunger này, levitation cho mình nhảy, walk avoid tránh, boat fly ultra fly anti tê bay bệnh viện, bay bệnh viện anti electric play anti speed fast forward fly air speed chỉ sức là để đi nước ấy. À, nó có trồi lên miếng. Now slow down. Say velocity. Up car. Các bạn sẽ không up car mà. Book kick. Prevent. Tránh bị kick bởi nhấn vào cái sách mà book ban ấy. Cái book ban.
Anti-weather disconnected. Rain. Fish name tag. Reconnect. Respawn. Attitude. Block. OBC. Flip player. Make click friend. Cái make click friend cùng với là anti freak là một, nó là cái nói chung là nó có là một cái cần thiết với nhau mà. Auto X cũng được. Fast use là dùng cái nút nhanh đó mà. Free cam cũng được nè. Free cam. No fall. No break animation. Packet cancel. Không rõ. Nhưng là mình cũng chỉ nhiều lần rồi này. Anti-spam. Anti-spam. Chat filter. Custom chat. Fancy chat. Friend highlight. Được. Spam. Đúng rồi nè. Có nhiều cái lắm. Các bạn có thể nghiên cứu. Design render ESP nè. ESP. Full brine này, nhớ không nhỉ? What honor? No talk. New jump. New render shirt. Selection highlight. String ace. Đây, một số cái mình nghĩ là càng dùng. Phone cũng hay, cái lambda được cũng hay đấy. Một hai đồ gì cũng khá là đẹp đấy. Mình sẽ chụp một bức ảnh xem như nào nó cái view đẹp. Đây hết. Ok rồi, chúng ta sẽ chỉnh một ảnh để làm cái thumbnail ấy. F2. Ok good. Thì cái video này cũng khá là dài rồi, mình chỉ hướng dẫn các bạn một số cái cần thiết về lambda clip. Và nếu các bạn thích video này thì nhớ cho mình một like, share, subscribe và cũng không quen nhé với các số bên cạnh. Nếu các bạn muốn nhận những thông tin nhất về cái video của mình. Và bye, và chúc các bạn có một ngày tốt lành. Bye 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 bye.